Thưa quý vị, những ngày gần đây, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại nội dung người đàn ông tên THH, xưng là cán bộ Tòa án Nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, sau khi uống rượu bia tham gia giao thông, bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu đo nồng độ cồn đến 15 lần, nhưng ông H vẫn không chấp hành. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh và làm việc với đương sự, Công an tỉnh An Giang xác định người đàn ông trên tên là Thái Hoàng Hùng, sinh năm 1960, cư trú tổ 17, khóm Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, hiện đang làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương, không phải đang công tác tại tòa án như thông tin lan truyền trên mạng xã hội, bị các đối tượng xấu lợi dụng để phát tán thông tin sai sự thật. Theo đó, vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 3 tháng 1 năm 2024, tổ công tác tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú thì phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 59V3-19522 do ông Hùng điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ thì ông Hùng chỉ xuất trình thẻ đảng viên và tự xưng là cán bộ Tòa án Nhân dân huyện Châu Phú. Sau đó, tổ công tác nhiều lần yêu cầu ông Hùng cho kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông Hùng vẫn không chấp hành. Đến khi tổ công tác thông báo sẽ lập biên bản lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì lúc này ông Hùng mới chấp hành việc kiểm tra. Kết quả kiểm tra đương sự vi phạm nồng độ cồn là 1.081mg trên 1 lít khí thở. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm theo đúng quy định. Trong quá trình làm việc tại cơ quan công an, ông Hùng thừa nhận do có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, sợ bị xử phạt nên đã tự nhận mình là cán bộ đang công tác tại Tòa án Nhân dân huyện Châu Phú để mong được bỏ qua lỗi vi phạm. Ông Hùng đã nhận thức được việc làm sai trái của mình và gửi lời xin lỗi đến các cơ quan chức năng có liên quan.